Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 20 tháng 10, thành phố Hà Giang đã tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Tày năm 2023 và khánh thành chợ Phương Thiện. Tham dự khai mạc có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, quyền Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban ngành, cấp ủy chính quyền cùng đông đảo bà con nhân dân và du khách. Thành phố Hà Giang là nơi sinh sống của 19 dân tộc với tổng dân số trên 58.000 người, trong đó đồng bào dân tộc Tày chiếm gần 27%. Việc tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Tày năm 2023 gắn với khánh thành chợ Phương Thiện là hoạt động có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc. Đây là dịp để đồng bào dân tộc Tày trình diễn, giao lưu văn hóa, văn nghệ, ẩm thực đặc sắc, độc đáo, qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm giữ gìn, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc Tày, củng cố sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời tạo sức hút để thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố. Ngày hội văn hóa dân tộc Tày thành phố Hà Giang diễn ra trong các ngày 20 và 21 tháng 10 với nhiều hoạt động đa dạng hấp dẫn như tổ chức các gian hàng ẩm thực tinh hoa dân tộc Tày, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm văn hóa, đồ thủ công, lưu niệm của đồng bào dân tộc Tày, tổ chức các trò chơi dân gian, thi đấu các môn thể thao dân tộc, thi nấu các món ăn của dân tộc Tày, hội diễn văn nghệ dân gian, hội thi người đẹp dân tộc Tày, các hoạt động trải nghiệm, dã cốm, gói bánh chưng gù, đan lát.